Con rắn bị rẽ. Nó bị rẽ cái đầu. Đây là gốc anh dương á, nó ra hình con rắn nè, đây nữa không đó. Đó, nhưng mà nó bị rẽ cái đầu này là do mình ghép á, ghép rất là nhiều lần nhưng mà nó không dính trên đây. Mục đích là cho nó dính trên đầu nè để làm một cái sừng, nhưng mà cái sừng đó là nó không chấp nhận, cái sừng con rắn này nó không chấp nhận cái sừng trên đầu các bạn, nên bây giờ mình đã ghép nó dưới cái đùi nên mình không biết là dính chưa. Cái cây này thật sự là bị quên, mình ghép bằng keo 502 mình quên lâu lâu lắm rồi, hình như cũng 2 tuần hay gì đó mình đã quên nó luôn và không hề nhớ tới nó. May là nó không thối các bạn. Gỡ cái này là phải cẩn thận, nếu mà tiếc xe thun thì gỡ cái này, không tiếc thì nên cắt nó đi, tại vì cái cây này đợt trước là ghép dính rồi, ghép vô đây dính rồi, mấy thằng ông nội bên đây nó phát ba cái cỏ bên kia làm gãy nó dính nè. Bây giờ mình sẽ chùm lại luôn các bạn, tại biết sao giờ đợt này sâu nhiều quá. Mình chùm thấy nó ổn nè. Bây giờ mình chùm xa ra. Kiếm cái bọc trắng á, chùm. Đây. Đây mình sẽ lấy cái bọc trắng này mình chùm. À, tại vì sợ sâu. Mình sẽ chùm lại để cho cái bo này nó ngon cái đã. Tránh mấy cái ong sâu hoặc là bọ chỉ này vô nó quất. Giờ tự nhiên mình nghĩ đâu rồi, cái bo đâu mất tiêu rồi trời. Nguy hiểm quá, ghép lâu gì lắm mới được dính đó. Rồi mày đừng có lu bu với tao. Đây đó, xong rồi mình để hay tạo một cái phòng rất là kín cho em ở. À, xong rồi để cho nó lên lá đi, vậy là ngon rồi đó. Giờ là chỉ cần dưỡng thôi, với lại giờ phải kiếm cái đồ đã bao cái này đây cho nó tránh nắng, tránh nắng là táp biết chắc cùi luôn quá. Buồn cho mày quá. Buồn cho cái sự đời. Cho nó bớt nắng lại. Rồi. Cây này mà lên tốt thì mình cũng tiễn nó đi luôn. Các bạn cứ chờ đợi nhé. Mình không có giữ. Tại vì mình chăm cho mấy cây này nó cũng cực lắm. Thường thường là mình phá thế nhiều hơn là mình tạo thế. Nên các bạn nào mà thích có ý định thế thì sẽ dễ làm hơn. Cây này nó giống rắn nhiều hơn là mấy cây này. Cái này mình vẫn chừa cái đầu nè. Cái đầu nó hơi dài nên các bạn về gọt tỉa nó ra được thì nó ổn hơn, nhưng mà giờ chưa được đâu, giờ chưa bán được, nó đâm mới có chút ép nè, nên là chưa được đâu nè, mới có chút xíu xíu nè, anh ra đi từ từ đi, cho nó ra lá xum xê như đây rồi bán. Giờ mình đưa thì mình cũng ngại ngại, nó kỳ. Ok. Chúc các bạn ngày mới thân nhiều niềm vui nha.